trước mặt cô chú anh chị mình đây là mặt tiền tỉnh lộ 328. Ở đường này mình liên tỉnh anh chị, mà hiện tại em đang ở đây là ở biển Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, hạ tầng giao thông đang làm anh chị, đang đẩy rất mạnh luôn, rất nhanh. Vỉa hè rộng. Đường này chắc làm khoảng 4 làn đường anh chị. Đó. Từ đây xuống biển Hồ Tràm thì rất là gần, khoảng một cây số thôi. Đó. Bây giờ cái chỗ mà vô bất động sản của mình đây khoảng là vài trăm mét thôi anh chị. Đó. Bên hông giáo xứ Hồ Tràm này anh chị. Đó. Khoảng 100 mét thôi, bây giờ em sẽ chạy vô bên trong cho anh chị mình xem nha. Xin chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay lại với kênh của em Điền. Em là Điền đây, thì vừa rồi cô chú chị đang xem một cái video mà em quay từ tỉnh lộ 328 đi vào cái bất động sản của mình. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết bất động sản của mình cho cô chú chị mình cùng xem. Đây anh chị, trước mặt cô chú chị mình đây là mặt tiền đường nhựa. Đó. Rộng thì khoảng là 6m, 6m hơn anh chị. Chưa tính cả vỉa hè, thì anh chị có thể thấy nè, cái vỉa hè trừa ra một khúc nữa nè. Thì trước mắt anh chị đây là mặt tiền đường nhựa thì thông hết anh chị. Tới đây có một cái ngã rẽ, mình rẽ ra được đường ODA chính. Cái đường của mình là đường ODA nhánh thôi anh chị. Và cái hướng sau lưng mình cũng vậy ha. Cũng là rẽ ra cái đường ODA chính anh chị. Thì chỗ em Điền đang đứng đây thì xuống biển Hồ Tràm khoảng cây số đó. Đây thì cái bất động sản mình có hướng nam thì hướng này nhìn ra biển luôn anh chị này, trực diện ra biển luôn. Mình xây một trệt một lầu là có thể nhìn thấy ra tới biển rồi, anh chị có thể thấy này cái cây công trình đang làm ngoài kia đó, cái resort ngoài kia anh chị thấy nhà có cao màu trắng đó, đó là ngoài đó là biển rồi anh chị, rất là gần biển luôn. Thì đây cái bất động sản anh Điền muốn giới thiệu của tới anh chị mình đây đây anh chị, đó có diện tích là 9m1 anh chị và sâu là 54m, nở hậu 10m anh chị. Đây ranh từ đây ha, và qua bên cái cột bên kia là 9m1 anh chị, sâu là 54m, nở hậu 10m, có sẵn 100m thổ cư anh chị. Đặc biệt cái bất động sản mình là có hai mặt tiền đường. Mặt tiền chính của mình là đường nhựa này, ô tô né nhau thoải mái, nhưng mà mặt tiền phụ bên này thì chỉ đủ hai chiếc xe máy chạy thôi anh chị. Đủ hai chiếc xe máy chạy thôi, thì cái con đường này tạo là ít người đi nên là cỏ mọc anh chị ạ. Nói chung là đường hiện hữu, sau này mình có thể khai thác cái đường này được ha. 100 thổ cư thì đất mình thì hiện tại là đất ở nông thôn nên là mình có thể xây dựng thoải mái, miễn sao là dưới 7 tầng. Dưới 7 tầng thì xây dựng thoải mái, không cần giấy phép kinh doanh, không cần giấy phép xây dựng nha, xin lỗi anh chị. Không cần giấy phép xây dựng. Thì cái quy hoạch của mình là quy hoạch đất ở đô thị rồi. Nhưng mà tương lai á, đó là tương lai, nhưng mà hiện tại của mình là đất ở nông thôn nên là mình cứ anh chị mình cứ xây dựng thoải mái thôi. Còn mà sau này thí dụ mà có cái văn bản mà lên thị trấn á, thì anh chị mình phải xin giấy phép xây dựng đó anh chị. Xung quanh thì dân cư đã ở hiện hữu rất là đông rồi anh chị. Ở sau lưng nhà mình thì sau lưng đất mình thì có những cái nhà cũng không kiểu là nhà biệt thự đâu, nhưng mà nhà rất là to anh chị. Cũng là anh chị ở Sài Gòn xuống thôi, Sài Gòn xuống mua đất và xây dựng để ở nghỉ dưỡng và có mấy cái phòng cho thuê. Đây là không gian xung quanh cái bất động sản mình này. Anh chị biết rồi, cái khu vực biển Hồ Tràm này là thiên về du lịch biển anh chị, nên là về resort, nhà hàng, khách sạn, vân vân. Thì ở đây rất là nhiều, rất là lớn luôn. Ở đây đặc biệt có cái đầm ranh Hồ Tràm này và sân golf. Thì mình ra biển cách biển một cây số bằng đường bộ nha. Ra đó là ngay ngã tư Hồ Tràm, đó là trung tâm biển luôn. Có bãi biển công cộng này, bãi đậu xe công cộng rất là lớn luôn, và quảng trường thì đang làm, phố đi bộ, vân vân, rất là nhiều.
thì em cũng báo cái giá bất động sản mình luôn ha. Bất động sản mình thì có hai mặt tiền đó. Giá của bất động sản mình là 4,5 tỷ, tổng diện tích là 510 mấy mét vuông đó chị, 510 mấy mét vuông đó. Tính ra khoảng đâu đó là 8-7 một mét vuông à chị. Đất du lịch cách biển vài trăm mét thôi mà giá chỉ có 4,5 tỷ thôi anh chị. Giá này là giá đang được gọi là dường như là chạm đáy rồi anh chị ạ. Thời điểm trước thì không có giá này đâu anh chị. Dân cư đông, điện nước đầy đủ. Từ anh chị mà từ Sài Gòn chạy về đây, di chuyển về đây khoảng là 2,5 tiếng. 2,5 tiếng là tốc độ trung bình anh chị chạy thôi. Chứ thực sự mà em chạy về đây, đi Sài Gòn về đây em chạy khoảng 2 tiếng thôi là tới đây rồi. Tới biển Hồ Tràm rồi. Rồi, cô chú chị nào quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình cùng xem bất động sản này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.